Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra lưu trú, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành phát hiện và bắt giữ một đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng tên Võ Cao Sơn, 31 tuổi, trú tại phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2016, Sơn và em trai có liên quan đến vụ mua bán ma túy và bị công an huyện Củ Chi phát hiện, dừng được phép tại ngoại. Vì quá lo sợ nên trong quá trình điều tra, Sơn rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhiều nơi, sinh sống bằng nghề bốc vác cho các xe hàng. Đến tháng 6 năm 2020, Sơn ra Đà Nẵng thuê trọ tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thay tên đổi họ nhằm qua mắt lực lượng công an. Ngày 13 tháng 10, Sơn bị công an quận Liên Chiểu bắt giữ khi đang tiếp tục chuẩn bị lẩn trốn. Hiện công an quận Liên Chiểu đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ.